Tính ơi, con là con ở đâu? Con về với ba đi, hoặc là cho ba biết con ở đâu với ai, làm việc làm gì để cho ba được an tâm. Chứ như thế này chắc ba không có sống nổi đâu con. Dạ em chào anh trai. Chào anh em đội hiệp sĩ thân ái. Anh trai có thể giới thiệu một chút về bản thân. Tôi tên Trần Văn Đệ, năm nay 40 tuổi. Anh đệ à, anh đệ là quê quán ở đâu đây? Quê tôi ở Chợ Mới, An Giang. Hiện tại thì anh đệ đang sinh sống và làm việc tại đâu? Tôi sinh sống và làm việc ở Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Dạ. Hôm nay anh về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương giúp anh gì đây anh? Dạ, tôi nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm giúp con tôi ạ. Tìm con đúng không ạ? Vâng ạ. Con anh họ tên đầy đủ là gì? Con tôi tên Trần Văn Tính, năm nay 15 tuổi ạ. 15 tuổi. Anh có thể chia sẻ cho em cũng như cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết là cái sự việc con anh bỏ đi hay là như thế nào mà anh phải đi tìm? Con tôi ngày 17 tháng 7 ở trong phòng trọ vào lúc khoảng 2 giờ chiều đi ra khỏi phòng rồi là mất tích tới nay hơn một tuần nhưng không liên lạc được. Ngày 17 tháng 7. Đúng rồi. Hôm nay là ngày 25 rồi. Vâng, đúng rồi. Đi là đi tại phòng trọ. Đúng rồi, đi phòng trọ đi ra khỏi phòng rồi là không thấy tung tích đâu nữa. Hôm đấy anh có ở nhà không? Hôm đó tôi bạn phải đi làm cho nên không có tìm hiểu được. Mình về là có thấy mất mát cái gì không? Quần áo thì cũng vẫn còn y cũ, chỉ có mắc những cái đồ vật thường dùng của nó thôi. Con trai nhà mình trước giờ đã từng bỏ nhà đi như vậy lần nào chưa anh? Vẫn chưa có lần nào hết, trước giờ vẫn đi làm rồi chiều về có đi đâu cũng thông báo cho ba biết. Gia đình nhà mình ở trên Bình Dương là gồm những ai đây? Chỉ có ba cha con thôi. Ba cha con. Vâng. Vậy là anh là được hai người con. Được hai người con trai. Bé này là con thứ mấy đây anh? Bé này là con Út. Vậy là còn một 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 người anh của bé này nữa. Vẫn còn một người anh đang ở cùng phòng với tôi. Năm nay nhiều tuổi chưa anh trai? Năm nay nó 16 tuổi. Bé kia cơ mà. Vâng, nó 16 còn bé này 15. À, hai anh em sát nhau ha. Bà Đúng rồi. xã anh đâu? Mẹ nó đã bỏ hai anh em nó đi từ lúc mới biết nói chuyện. Ôi trời đất ơi. Vậy là anh gà trống nuôi con Gà trống nuôi con. mười mấy năm trời rồi. Nuôi hai đứa Trời con đất với ơi. hiện tại là còn đang nuôi một người mẹ già ở quê. Ôi trời đất ơi. Cho em hỏi một xíu cái chuyện riêng tư nhé. Vâng. Có thể là khơi lại cái nỗi buồn của anh đấy. Ngày xưa ấy, sao mà bà xã của anh đành lòng mà lại bỏ ba cha con anh? Cái đó thì tôi cũng chẳng biết, có lẽ là lúc đó gia đình tôi rất là nghèo cho nên cuộc sống khó khăn quá chịu không nổi rồi mới bỏ đi. Trời đất ơi. Vậy là mười mấy năm trời rồi. Anh đã có gia đình mới chưa? Vẫn chưa, vẫn còn đang một mình. Trời đất ơi, thật luôn hả anh? Thật mà. Vậy là vẫn chưa có vợ mới. Chưa. Sao mình không lấy vợ mới đi? Tại vì thấy cuộc sống mình khổ quá, thêm hai đứa con nữa cho nên không dám làm người khác phải buồn lòng. À, với lại là bản thân anh cũng suy nghĩ mình đã va vấp một lần đổ vỡ rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Nên mình cũng sợ. Vâng. Vậy là ngày xưa là do kinh tế khó khăn rồi bà xã anh bỏ anh đi. Đúng rồi, ngày xưa nuôi vợ rồi hai đứa con nữa rồi cho nên nó là cuộc sống không đủ chi tiêu. Cho nên bà xã, có thể vì lý do đó nên bà xã bỏ đi. Vậy là trong quá trình mười mấy năm trời là mẹ của hai em này, hai bé này là có về thăm không? Không về Có hỏi thăm, han không? không hỏi thăm, không hỏi han gì hết. Ôi trời đất ơi, vậy là bỏ đi bịt tích luôn. Mẹ nó thì cũng ở gần đây thôi nhưng mà bao nhiêu năm nay không hỏi thăm. Không qua lại luôn hả? Không hỏi thăm, không điện, không về quê thăm con gì luôn. Trời đất ơi, vậy là hai con của anh có bao giờ mà nhắc tới mẹ không? Không, tụi nó bảo ngày xưa chê nó nghèo bỏ nó đi rồi cho nên giờ nó không còn nhắc tới nữa. Thật sự buồn ha. Vậy là các con của anh đã có được ăn học tới nơi tới chốn không? Vẫn cố gắng cho nó con tôi đi học nhưng mà
lúc dịch bệnh học online nó học không được, cho nên nó đã xin nghỉ để đi phụ tiếp ba lo cho cuộc sống gia đình. Anh để thắp tấm hình xuống một xíu nào. Là các con của anh học hay lớp mấy đây? Con trai lớn thì học lớp 7, còn con trai nhỏ thì học lớp 6. Là phải nghỉ. Vâng, phải Anh nghỉ. đệ là công việc chính của mình là gì? Công việc chính của mình là sơn nước. Sơn nước à? Có đủ thu nhập để mà lo cho mẹ già cũng như là hai đứa con không? Lúc trước thì có thể con nó còn nhỏ thì trang trải đủ, nhưng bây giờ con đã lớn rồi thì nó hơi bẵng chặt một tí. Các con của anh bây giờ là gọi là đi kiếm ăn được rồi đúng không ạ? Đúng rồi, chỉ Vậy làm thời vụ cho những cái công ty người ta lương rất là thấp. vậy là con trai nhà mình là trước khi bỏ đi là làm công việc gì? Nó làm bảo vệ cho công ty Quanet. Bảo vệ làm được lâu không anh? Nó làm chỉ được mới có 2 tháng thôi, rồi bây giờ nó đã mất tích rồi. Trong cái thời gian gần đây á, trước cái ngày 17 á, 17 tháng 7 đúng không anh? Vâng. Con trai nhà mình anh có thấy có những cái biểu hiện gì kỳ lạ hoặc dấu hiệu gì bất thường không? Nói chung là tôi lo cho gia đình cho nên là cứ đưa bận đi làm suốt, cho Làm nên mít vậy cũng hả? ít khi để ý tới con. Có bao giờ mà con tâm sự rằng là cha ơi con muốn đi làm công việc khác hoặc là con lên mạng con tìm việc khác làm không? Không, không, nó không có nói điều gì hết. Con Nó trai chỉ bảo là để con cố gắng con làm tiếp ba. nhà mình tính tình như thế nào đây? Nó thì nó cũng ham chơi với bạn bè, nhưng mà trước kia cứ hết giờ làm là nó về nhà hay nó đi đâu nó cũng báo cho ba biết, nhưng mà hơn tuần nay đã mất tích là không có liên lạc được. Kính xong kính mong anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải với cộng đồng mạng chia sẻ để tìm giúp con em về. Vậy là một tuần nay là mình không gọi điện nhắn tin hay là biết được cái thông tin gì của con hết. Không biết được thông tin luôn. Trời đất ơi. Anh đang lo sợ nhất điều gì đây? Tôi chỉ lo sợ nhất là nó sẽ bị bán qua cái Campuchia. Rất sợ đúng không ạ? Vậy là bản thân anh cũng đã biết rõ cái sự việc là việc nhẹ lương cao và lừa bán qua cam rồi đúng không? Đúng rồi, Anh xem nhiều chưa? xem rất nhiều Anh có về anh có tuyên truyền cho các con mình không? khó chứ, nhưng mà không biết lúc này như thế nào. Thật cô chú anh chị ơi, một người đàn ông mà tới giờ phút này là gà trống nuôi con mười mấy năm trời, bây giờ con này cũng khôn lớn đủ lông đủ cánh để đi kiếm ăn rồi mà bây giờ lại phải lo tiếp tục cho con thế này thì thật sự đó là cái điều rất là đáng thương. Anh hãy nói một cái điều gì đó tình cảm nhất với con, hy vọng con trai của anh xem được video này đang ở đâu đó sớm liên hệ về nhà để về đoàn tụ với gia đình đi anh trai. Tính ơi, con à, con ở đâu? Con về với ba đi, hoặc là cho ba biết con ở đâu với ai, làm việc làm gì để cho ba được an tâm. Chứ như thế này chắc ba không có sống nổi đâu con. Khổ, thật sự khổ. Trước ngày 17 anh có la giày gì con anh không? Không. Vậy là đi là quần áo thì vẫn còn. Quần áo vẫn còn. Mấy đồ lặt vặt cá nhân thì mang đi. Đồ lặt vặt cá nhân thì cũng vẫn còn, nhưng mà chỉ một vài cái áo khoác mà nó ưa thích nhất thì nó mang theo thôi. Lần này đi là có kế hoạch rồi anh ạ. Em đang nghi ngờ như này. Có thể là con trai nhà mình trong cái thời gian này thứ nhất là lướt mạng xã hội thấy một cái công việc gì đó, những cái công việc làm trên mạng xã hội ấy, việc nhẹ lương cao á, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là có thể là bị bạn bè rủ rê, chỉ nghi hay nghi ngờ hai cái đó thôi chứ không có lý nào con anh bỗng dưng mà lại bỏ đi kỳ lạ mà không liên lạc gì với anh, trong khi đó anh là một người cha rất là tốt, rất là thương yêu các con, đối xử với các con rất là tốt đúng không ạ? Vâng, tôi cũng không biết như thế nào. Bây giờ mong sao con tôi nó coi được cái video này, nó liên hệ sớm với tôi. Bữa giờ là anh đi tìm con ở nơi nào rồi? Hầu như Bình Dương này là tôi chạy khắp nơi rồi, nhưng mà không biết tung tích nó như thế nào. Vậy là bỏ hết công ăn việc làm Đúng rồi. để đi tìm con mà vẫn không có tin tức. Còn bây giờ hiện tại con lớn bây giờ là vẫn đi làm việc bình thường đúng không ạ? Con lớn thì vẫn đi làm bình thường. Nhà mình là lên đây ở trọ hay là mình có nhà cửa chưa? Lên đây ở trọ. Ở trọ ha.
Vậy là mẹ già thì ở quê. Mẹ già ở quê. Ở quê là có nhà mình còn ai không? Ở quê thì có bà chị thứ tư bà ở gần kế bên, bà chỉ tới lui bà dòm ngó được buổi sáng với buổi chiều tí thôi. Vậy là anh đông anh em không? Năm người chị em, Mình anh con trai hả? ba người anh trai, hai người anh trai, hai người chị gái. Ở quê mình có nhà thì đúng không? Đúng rồi, ở quê có nhà. Khổ thật sự khổ ha. Gà trống nuôi con mà tới giờ phút này đi làm xa xứ mà con lại như thế này là thật sự rất khổ. Kinh tế thì lo cơm từng bữa, bữa đói bữa no như thế này. Anh hãy nói một cái điều gì đó nhờ tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng giúp đỡ anh tìm con anh đi. Dạ, tôi Trần Văn Đệ, năm nay 40 tuổi. Mong tất cả anh em đội hiệp sĩ và cộng đồng mạng, nếu mà gặp con tôi đâu, xin báo về, liên hệ về cho đội hiệp sĩ và gia đình chúng tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn. Hy vọng là con trai xem được video này đang ở đâu đó hãy sớm quay trở về đoàn tụ với ba. Nếu mà tới giờ phút này mà con có thể là con lướt các trang mạng hoặc là nghe theo lời bạn bè dụ dỗ mà con bị sập bẫy việc nhẹ lương cao cũng như là bị lừa bán qua cam thì con cũng phải gọi điện về cho ba để ba có cách có hướng để cứu con quay trở về nha con trai. Còn nếu mà con vẫn đang ở đâu đó ở Việt Nam mà con theo bạn theo bè mà tới giờ phút này mà con vì một cái lý do nào đó mà con chưa thể về nhà hoặc là không thể liên hệ về với ba thì con phải cố gắng hết sức mình để con liên hệ về với ba. Hãy thương ba bởi vì ba là một người ba gà trống nuôi con nuôi các con mười mấy năm trời rồi. Trong khi đó là có các con có mẹ nhưng mà vì lý do là nghèo nên mà mẹ bỏ đi để bỏ lại ba cha con mà cha con phải gồng gánh chưa tìm hạnh phúc riêng cho bản thân để mà vẫn tiếp tục cuộc sống để nuôi các con thì hãy nghĩ tới ba và thương ba mà sớm quay trở về. Hy vọng là một ngày gần nhất anh sẽ tìm được con anh nhá. Cảm ơn. Và em cũng mong anh rằng như thế này, dù gì cái chuyện gì nó cũng xảy ra rồi mười mấy năm chờ rồi anh ạ. Anh năm nay cũng còn trẻ mà 40 tuổi mình cũng phải nên tìm một cái nửa tiếp tục anh ạ. Bởi vì là theo như em suy nghĩ là có phải là anh gặp cái người phụ nữ đầu tiên mà anh thấy như vậy anh sợ đúng không ạ? Đúng Nên rồi. anh không dám bước thêm bước nữa. Thứ nhất là làm khổ người ta, thứ hai là sợ người ta chê mình nghèo đúng không ạ? Đúng rồi. Không đâu anh ạ, mình phải suy nghĩ lạc quan lên như thế này. Bởi vì cuộc đời còn 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 những cái chặng đường phía sau nữa anh. Sau này thì anh già đi chẳng hạn vậy cũng có người để hù hí tâm sự hoặc là chăm sóc lẫn nhau. Thì anh cứ mạnh dạn lên nha. Nếu mà có người phụ nữ nào yêu thương anh hoặc anh có thích ai đó thì mình cũng mở lòng ra. Anh ạ, chứ mình đừng 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 như vậy nha. Vâng, để nếu điều đó thì để sau này Dạ. hãy tính, như hiện tại thì trước mắt thì lo cho con trước là trên hết. Chắc chắn rằng khi anh về đây thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ có được cái thông tin của con trai của anh thì anh cứ yên tâm nhá. Cái sự việc này anh đã trình báo cơ quan chức năng công an ở nơi anh tạm trú chưa? Đã có báo rồi. Báo rồi đúng không? Bởi vì con nhà mình là 15 tuổi, trẻ em dưới tuổi vị thành niên. Ai đó mà đang giữ khống chế thì chắc chắn đều vi phạm hết pháp luật. Nên mình cứ yên tâm nhá, anh em sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ anh và giúp đỡ hoàn toàn miễn phí anh trai nhá. Dạ thưa cô chú anh chị thì nếu cô chú anh chị có thấy bé trai như trong hình ở đâu làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp cũng như là tìm kiếm cái thông tin của bé trai này giúp bé trai này sớm quay trở về với ba. Thật sự đây là một câu chuyện rất buồn rất nghẹn lòng bởi vì anh trai đây năm nay 40 tuổi là một người cha nhưng đặc biệt rằng là gà trống nuôi con mà nuôi con tới cái ngày này rồi mà bỗng dưng con bỏ đi, đặc biệt bỏ đi ở nơi xứ người thì rất mong rằng tất cả cô chú anh chị hãy xem cũng như là chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ để hy vọng một ngày gần nhất cha con được đoàn tụ với nhau. Thì hôm nay anh về đây nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm con. Anh có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con trai mình không? Tôi đồng ý. Cuối video chúc cho anh nhiều sức khỏe và cái điều đặc biệt là con trai của anh sớm quay trở về một ngày gần nhất anh trai nhé. Xin phép chào anh. Em Cảm cũng ơn. xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.